Hôm nay chúng tôi khai thác rau mồng tơi này. Đấy, cắt như này. Đây là mình cầm một tay mình ấy nhá, để ở vị trí này. Đấy, cắt hết đi. Cắt đến gốc này. Gần gốc nhá. Các bạn sẽ có một quãng để các bạn sau này các bạn nhổ. Nhổ nó lên, đúng không? Đấy, khai thác. Đây cái này gọi là tạm khai thác thôi chứ chưa phải là quy trình chuẩn nhé. Sau này các bạn có thể lựa chọn giống mồng tơi của Nhật thì nó ngon hơn. Đấy, hoặc là tóm lại là quan trọng nhất là giống, cái độ ngon của rau thì giống, với lại thứ hai nữa là cái phân chùn quế, cái thứ ba nữa là một số cái thứ khác, đúng không? Một số cái tiêu chuẩn khác, ví dụ như là các bạn có thể bổ sung thêm men vi sinh, đấy nó ngon hơn. Đó. Hoặc là bổ sung thêm gọi là gì nhỉ? Đậu tương đúng không? Gọi là dung dịch đậu tương ủ đấy. Đấy. Thế nó sẽ ngon. Đó, ok, đấy mình cứ tạm khai thác như vậy. Đấy. Cắt này. Xong để ra đây một tay quay một tay cắt mà. Được chưa? Đứt rồi. Nó hơi ngượng tí. Các bạn không nên cắt sát gốc nhé. Sát gốc thì tí nữa khi các bạn dọn thùng ấy nó rất là khó, đúng không? Đấy, ví dụ như thế nhé. Đây là mình tạm dừng quay đã để mình cắt cho nó dễ nhé.